Ok Hà Thiên Lộn ơi, nói tóm lại là anh thì không phải là gấu mèo, cũng không thích gấu mèo, nhưng anh rất là ghét, đại ca rất là ghét cái bọn giang hồ mõm. Chính vì bọn giang hồ mõm nó làm loạn trên cái cộng đồng thì anh mới lên đây, hiểu chưa, để mà dạy đời của chúng nó, để cho chúng nó biết một cái bài học phải lễ độ, phải lễ phép với người lao động, phải kính trọng nghiêng ngẩn những cái người dân quê. Mày phải biết là mày mày nói nhưng mà mày không đủ cái bản lĩnh, mày không đủ cái trình độ để mày thuyết trình, mày không đủ cái trình độ để mày đối diện, mày không dám đấu tranh với những xấu xa, cái tệ nạn xã hội, mày không dám đấu tranh với những thành phần bẩn của trên mạng, nên mày dám đấu tranh với những cái thằng đại dân gọi là nghèo lương thiện, những cái thằng mẹ lo ăn lo làm. Mày có dám va những thằng trên đi, mày lên mày chửi những cái thằng mà thánh nổ trên đi. Mày cứ ngày nào mày cứ live stream chửi đi. Tao nói mày riêng chửi không là mày đã có sức để mà chửi nó rồi. Chứ đừng có nói cái chuyện này mày ăn, mày làm được cái gì người ta. Bởi vì bây giờ cái thời này, thời kỳ của những cái người ấy, gọi là ăn thật, làm thật và nói thật, và sống thật và sống có lương tâm. Chứ đéo phải là lên lên mạng một cái vài thành phần mới bảo sống đéo có lương tâm mà rồi lên đây vài cái từ view like đéo bao giờ ăn thua đâu. Tự chúng mày mấy cái thằng rơm rạ chúng mày nâng cái tầm lên, đến lượt bây giờ tao xé vé được chưa, chúng mày tầm tầm bậy. Mày nói tao đâu không có sự. Nói mà đầu phải bua những lời chị bạn người nó có kẻ nghe. Ô cư Hà Minh Châu ơi, đừng có buồn cái chuyện đấy, mình khai sáng như bọn nó, hiểu không, gọi là xã hội, gọi là văn hóa mõm, ngay các cái giang hồ mõm đã lên một tầm cao mới đấy, là đã bắt đầu đã có những trầm tri thức Việt, những người tầm ảnh hưởng, trong đó có các ca sĩ thì muốn lên làm giang hồ, còn giang hồ thì muốn làm ca sĩ, còn nhà thơ, nhà văn, nhà báo thì muốn kết hợp với mẹ băng đảng Dư Khôn. Tôi nói tóm lại là mẹ, thực sự ra là bây giờ cái gì mọi người có thể hiểu, nhưng mà giang hồ thì thực sự ra là chưa ai hiểu. Anh thì anh không ngại cái chuyện va chạm, anh cũng chẳng ngại cái chuyện mà gấu mèo, anh chẳng ngại cái chuyện gì, nhưng mà mình nói nhiều khi ấy, nó làm cho các gọi là trên cộng đồng mạng nó sốc quá thì dẫn đến lỡ may mẹ nó không cho mình lên, mình chẳng có cái gì chơi nữa. Bởi vì giờ bây giờ như của anh là nó tầm nó gọi là tầm level của quốc tế rồi, nó vượt xa quá mọi cái khả năng của suy đoán của loại người rồi. Sắn ba số nó đang tìm cái thằng Phương Sáng, cái thằng nghiện đấy thì chấp sắn ba số. Anh nói thẳng riêng thực chất mà nói không ai đủ cái tầm, hiểu không? Thời trước thì mọi người đang còn là gấu beo, thì cái nhận thức nó chưa rõ ràng. Thứ hai nữa, cái thời kỳ trước ấy, là cái người ngu rất nhiều, nhưng bị con người người ta bảo là sống mẹ vì anh vì em. Nhưng bây giờ cái xã hội nó đổi thay, kinh tế nó tiền mặt hơn 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 gọi là tình cảm anh em. Từ đấy ra đi con người ta nó dùng cái tiền, mà tiền bây giờ mà để mà mua một cái gì đấy, nó không đủ tầm, kiểu nó ngu thế đâu. Ngay cả đứa con của mình sinh ra đấy, hiểu không, mà bảo nó đưa đồ đi còn huống hồ cái nó đưa, huống hồ như bảo nó đi làm cái việc mẹ hại người, nó đéo đủ bản lĩnh. Bây giờ con người ta là thiếu cái bản lĩnh là hại người, hồi xưa là nó đủ đủ bản lĩnh đấy. Nhưng mà bây giờ nó hình như là cái quả đất này nó nhân quả nó ghê quá, và chúng nó sợ sợ cái nhân quả, hiểu không? Làm đâu môi sệ nổi láp của mày, cái thằng Nguyễn Văn Vượng này, mày cái thằng môi sệ là thằng đấy. Nguyên nhân ơi, nguyên nhân à, cái sinh năm bao nhiêu nó không quan trọng đâu bạn ơi, người anh em ơi, cái sinh năm bao nhiêu nó không quan trọng đâu. Tôi gọi bạn là vì bạn tôn trọng thôi, tôi gọi thì thường thường lên live stream thì tôi thường tao nó hay hơn. Nhưng thực tế là cái đại từ nhân xưng mày tao là chuyện bình thường, dễ hiểu không? Kể chuyện gì hay hay có ích chứ thôi, ích cái con mẹ gì cái dạo này nữa mà ích. Ích là con người là biết làm việc tốt, làm việc cứ đéo phải là nói thì cái thằng không bao giờ tốt.
làm cái thằng tốt, nhưng mà khổ nỗi cái xã hội này nó cần cái thằng nói hơn là thằng làm. Thằng lèm đéo ai tôn trọng đâu. Tao cũng làm nhiều rồi, tao làm nhiều rồi, nhưng mà tao thấy mẹ đéo ai tôn trọng tao, thì tao chuyển sang nói. Tao chuyển sang nói thì nhiều người thằng kính nể, mà nhiều thằng còn run sợ. Chứ còn tao làm thì mẹ nó lại đéo run sợ. Kể cả tao này có làm một cái thằng, hai ba thằng ra đi thì nó bảo là thằng ngu. Nhưng mà tao nói thì mẹ lắm thằng sợ. Từ đấy tao chuyển sang là nói, tao ít làm. Thế thôi, mày nói tao đâu không có sợ. Nói mà đầu phải bua những lời chị bạn, người nói có kẻ nghe. Ô cư Hà Minh Châu ơi, đừng có buồn cái chuyện đấy. Mình khai sáng như bọn nó, hiểu không? Gọi là xã hội, gọi là văn hóa mõm, các cái giang hồ mõm đã lên một tầm cao mới. Đấy là đã bắt đầu đã có những trầm tri thức Việt, những người tầm ảnh hưởng, trong đó có các ca sĩ thì muốn lên làm giang hồ, còn giang hồ thì muốn làm ca sĩ, còn nhà thơ, nhà văn, nhà báo thì muốn kết hợp với mẹ băng đảng Dư Khôn. Tôi nói tóm lại là mẹ thực sự ra là bây giờ cái gì mọi người có thể hiểu, nhưng mà giang hồ thì thực sự ra là chưa ai hiểu. Nhưng bây giờ có một thằng đại ca giang hồ, tức là thống lĩnh tất cả các cái băng nhóm, thống lĩnh tất cả mẹ cái xã hội, mà tự nhiên đi lên ở trên một cái cộng đồng mạng thì thành một cái mà người ta phải nghiên cứu, nghe chưa? Anh Trần ơi, bây giờ nói cho đôi chân trần biết và anh em nghiện ngập cũng biết nhé. Hồi xưa những cái thằng nghiện ấy mà đi gọi là trình bày nghiện để mà đi cai nghiện, để người ta gọi là tôn kính là mày cắt được nghiện, thì đấy là sai lầm. Bởi vì cái người nghiện ấy, cái cách tốt nhất ấy, để mà không nghiện nữa là hãy làm bằng việc chân tay, hãy làm bằng trí não của mình để giúp những cái khó khăn, giúp ích cho đời, cho người. Thì khi đấy ấy, thì người ta cho dù mày có nghiện thì người ta bảo mày không nghiện, nhưng mà một khi mày ấy, dùng bằng cái gọi là cái hình thức ấy, làm một cái kiểu gì mà không phải làm chân tay ấy, không giúp được ai ấy, thì mày vẫn mãi là thằng nghiện thôi. Vì cái thằng nghiện là không phải là nó chê chúng mày nghiện, mà nó chê cái sự khốn nạn thối nát của chúng mày, vì chúng mày không kiếm được tiền. Chứ còn mày kiếm được tiền cứ có vài chục tỷ, mày có phải là thằng nghiện đâu, mà thằng dân chơi thôi. Nên là những thằng nghiện là những thằng khốn nạn nhất và khổ nhất và là thằng nghèo nhất. Vì vậy đéo ai xem trọng chúng mày đâu, thì chúng mày mới nghiện, vì chúng mày chui vào đấy để chúng mày thỏa mãn mọi cái thứ. Thì vì thế chúng mày không ra được, bởi vì chúng mày nghèo và chúng mày không thoát được, người ta chê chúng mày lại chê chỗ đấy. Nhưng nếu như mày giàu có vài chục tỷ, vài trăm tỷ thì đéo ai kêu mày thằng nghiện, thằng dân chơi, mày hiểu chưa? Ông chủ, mày chưa tài đâu, tao không tài nhé, tao tài chính trị nhé, tài chính trị nhé, tao không tài. Nhưng tao nói mày này, tao một mình một thân, tao đi vào trong trại, tao làm đại ca, tao đéo cần nhờ người già, tao đéo cần nhờ ai cả, tao đi lên bằng đôi tay thực lực, đôi chân của mình, bằng trí óc của mình, tao làm đại ca trong trại, và tao đi ra Hà Nội tao cũng làm đại ca, và tao về đời tao cũng đéo cần bố con thằng nào. Tao hai bàn tay trắng về đời tao cũng làm mẹ từ hai bàn tay trắng lên. Tao đéo cần nhờ anh em, đéo cần nhờ xã hội, mà đéo cần nhờ cái cộng đồng khốn nạn chúng mày, mà tao vẫn đi lên được. Tao hai bàn tay trắng tao vào đời, chúng mày mẹ chúng mày làm được cái đéo gì cho đời đâu mà đi lên hoanh hoang. Mẹ không người nhà thăm thì vợ con thăm, không gì hàng xóm láng giềng cho cái này cái nọ, rồi ra ngoài tòa để xin kêu án giảm án thì chúng mày mới sống lại đến bây giờ, hiểu ra chưa? Còn tao đéo cần, tao đéo cần. Cái bản lĩnh của tao nó nằm ở chỗ là vào trong trại mà tao vẫn đéo cần ăn thức ăn, tao vẫn ăn cơm với muối trắng. Nên càng ngày chúng mày càng thấy chưa? Vừa rồi cũng có mấy cái thằng gọi là cũng biết, gọi là gần gần ấy, gọi là mẹ mấy cái thằng gọi là làng quê ấy, gọi là mẹ gọi là gì, gấu làng. Thì mẹ cái loại gấu làng này thì đa số các đại ca là hay chết vì gấu làng, bởi vì nó réo còn cái việc gì làm, nó trong làng nên nó ăn rồi rượu nát thì chơi vài sự kích thích, hiểu không? Mẹ nhưng mà réo đủ tuổi với đại ca nên lên đại ca làm gì, đến với đại ca làm cái đéo gì đâu. Đại ca cả ngoài đời này em ơi, không phải tên TikTok đâu. Mày có dám ra Hải Phòng gặp anh em tao không? Cái thằng Tuấn này, tao nói gì tất cả chúng mày tiếp này.
ca chứ đéo phải chúng mày như mấy cái thằng thích view, thích like rồi thích thể hiện trên đời đâu. Đã mời đại ca là chúng mày phải trân trọng lịch sự và lễ phép, nghe chưa? Mày phải biết là mày nói nhưng mà mày không đủ cái bản lĩnh, mày không đủ cái trình độ để mày thuyết trình, mày không đủ cái trình độ để mày đối diện, mày không dám đấu tranh với những cái xấu xa, cái tệ nạn xã hội, mày không dám đấu tranh với những cái thành phần bẩn của trên mạng. Nên mày dám đấu tranh với những cái thằng dân gọi là nghèo lương thiện, những cái thằng mẹ lo ăn lo làm. Mày có dám va những thằng trên đi, mày lên mày chửi những cái thằng mà thánh nổ trên đi. Mày cứ ngày nào mày cứ live stream chửi đi. Tao nói mày riêng chửi không là mày đã có sức để mà chửi nó rồi. Chứ đừng có nói cái chuyện là mày ăn, mày làm được cái gì người ta.